so sánh Honda Brio 2018 và Hyundai Grand i10 2018, tân binh đại chiến với ông Hoàng phân khúc hạng A. Honda Brio mới được Honda Auto Việt Nam trình làng tại triển lãm mô tô Việt Nam 2018 với khá nhiều ưu điểm vượt trội, đe dọa ngôi vương của Hyundai Grand i10. Ngày 24 tháng 10 vừa qua, Honda Việt Nam đã chính thức trình làng mẫu xe Honda Brio thông qua triển lãm ô tô VMS 2018. Honda Brio được coi là sản phẩm chiến lược của Honda tại phân khúc xe hạng A của nước ta. Nhờ thiết kế nhỏ gọn, trước đó, Brio là mẫu xe nổi bật của hãng xe Nhật tại thị trường Indonesia và Thái Lan. Nếu xét trên thị trường ô tô hạng A, Hyundai Grand i10 là một cái tên quá quen thuộc và được mệnh danh là ông hoàng doanh số phân khúc xe hạng A. Grand i10 thường xuyên nằm trong top dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số hàng tháng. Vậy nên, cho dù Brio chưa được bán ra chính thức ở nước ta nhưng đã được so sánh rất nhiều với ông hoàng Hyundai Grand i10. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tiến hành so sánh xe Honda Brio 2018 và Hyundai i 10 Hatchback 2018 ở phiên bản cao nhất để giúp người đọc có cái nhìn chi tiết và chân thực nhất về hai mẫu xe hạng A này. Được biết, Honda và Rio hiện chưa công bố giá bán chính thức và tới năm 2019 mới chính thức được bán ra ở nước ta. Ở Indonesia, Rio có giá từ 9.150 USD đến 12.510 USD tức tương đương với 209 đến 286 triệu Việt Nam đồng. Các chuyên gia dự đoán rằng chiếc xe này sẽ có giá vào tầm 400 triệu đồng khi về Việt Nam, tương tự như các mẫu xe khác thuộc phân khúc xe hạng A. Khác với Brio, Hyundai i10 đã bán ở Việt Nam khá lâu và có những thời kỳ phân khúc hạng A tại Việt Nam là sân chơi riêng của Hyundai Grand i10 cùng với mẫu xe đồng hương Kia Morning. Nhờ chuyển sang sản xuất theo mô hình nắp ráp CKD, gia đình Hyundai Grand i10 2018 với 9 thành viên nay đã có được giá bán đầy hợp lý nhằm tiếp tục khẳng định sự thống trị và thách thức trước mọi đối thủ. Cụ thể, 6 phiên bản hatchback và 3 phiên bản sedan có mức giá công bố từ 315 triệu đến 415 triệu đồng. Nếu xét về kích thước, Honda Brio có thông số với chiều dài tổng thể 3.815mm, chiều rộng 1.680mm và chiều cao 1.485mm. Tức là có chút lớn hơn Granny 10, 50mm chiều dài, 20mm chiều rộng nhưng thấp hơn 20mm chiều cao. Vậy lên, bề ngoài của Brio nhìn bệ vệ và thể thao hơn đối thủ. Tuy nhiên, điểm đáng nói là chiều dài cơ sở của Grand i10 lại lớn hơn Brio 20 mm cùng với chiều cao cao hơn 20 mm, giúp cho không gian bên trong rộng rãi, cao thoáng hơn Brio khá nhiều. Về thiết kế, các chuyên gia đánh giá Honda Brio có vẻ đẹp khá trẻ trung, mạnh mẽ, trong khi Grand i10 lại tỏ ra hài hòa cân xứng. Ở đầu xe, Brio sở hữu bộ đèn pha khá gọn và thể thao, tương tự như trên Grani 10. Brio và Grani 10 đều sử dụng đèn định vị ban ngày dạng LED và đèn hậu halogen. Dù vậy, Grani 10 ghi điểm với thanh nẹp cửa và tay nắm cửa mạ chrome đẹp mắt hơn. Điểm nhấn của Brio nằm ở lưới tản nhiệt Exciting Hard Design với thanh ngang cỡ lớn ở chính giữa. Ngoài ra là giải đèn ban ngày LED và đèn hậu chữ C khá đẹp mắt. Ở phía Granite 10, lưới tản nhiệt được tái thiết kế với kiểu tổ ong và chất liệu nhựa tối màu cứng cáp. Ngay phía trên là logo Hyundai được cắt ngang bởi một thanh chrome bóng bẩy, góp phần khiến đầu xe liền lạc hơn. Ngoài ra, tạo hình lưới tản nhiệt cũng uốn nắn điệu đà hơn để ăn khớp cùng với các gân dập nổi mạnh mẽ của cản xe. Đồng thời, hốc đèn sương mù có thiết kế boomerang sắc xảo và đậm tính thể thao. Về thiết kế thân xe, Brio giữ vững phong cách thể thao khi dập gân cơ bắp ở thân xe, trong khi Grani 10 vẫn cho cái nhìn khá trường xe nhờ các gân dập nổi trải dài từ vò bánh trước đến vạt đèn hậu, cũng như mép dưới cửa kính có độ dốc vừa phải kết hợp cùng chiều dài tổng thể tốt nên tạo cảm giác xe không bị ngắn đòn như đối thủ. Nhưng nhiều khách hàng chắc chắn sẽ rất hài lòng với đường ốp sườn ở điểm giáp gầm xe đầy uy lực mà Brio sở hữu. Mâm xe của Brio là dạng 15 inch trong khi i 10 là 14 inch, được phối hai màu. Cả hai xe đều sử dụng gương xe chỉnh gập điện gắn đèn LED báo rẽ. Tay nắm cửa của Hyundai i 10 được mạ chrome thanh lịch trong khi Brio trang nhã khi được sơn cùng màu thân xe. Tiến về phía đuôi xe, Brio và Granny 10 đều có đuôi xe là khu vực đẹp và cá tính nhất trên xe. Brio sở hữu đuôi xe hấp dẫn với cánh hướng gió và đèn báo phanh đặt cao. Anten trên xe là dạng cột với đèn hậu góc cạnh vuốt dài về hông xe. Phần nắp cửa sau của xe nhỏ gọn, trong khi ống xả lại khá đặc biệt, được coi là mới lạ nhất trong phân khúc. Ở phía Granny 10, chiếc xe tạo được cảm giác vững chãi và cứng cáp nhờ các đường nét chủ yếu trải dài theo phương ngang cũng như các góc bo lớn. Và nếu dưới nắp capo là khối động cơ dung tích 1.2 thì ngoài dòng chữ Granny 10 ở bên trái thì xe còn được đính thêm con số 1.2 ở phía đối diện nhằm phân biệt với các phiên bản 1.0 khác. Bước vào khoang nội thất, Honda Brio tiếp tục chiến thắng đối thủ Grand 10 về thiết kế. Chiếc xe nhà Honda trông hiện đại, mới mẻ và hoàn toàn ăn đứt kiểu cách màu mè trên Grand 10. Mẫu xe hạng A nhà Hyundai có chút mất điểm ở kiểu thiết kế cửa gió điều hòa dạng kiểu tròn cổ điển, kết hợp với cách phối màu nội thất cho cảm giác hơi rẻ tiền. Brio sử dụng ghế ngồi bọc nỉ trong khi Granny 10 là da pha nỉ và đều tích hợp chỉnh tay đi kèm hàng ghế sau có thể gập gọn để tăng diện tích nếu cần chứa thêm hành lý. Điểm mạnh của Granny 10 nằm ở thiết kế khá rộng rãi và thoải mái. Hàng ghế sau của xe cũng có tựa đầu thứ ba khá hiếm trong phân khúc dù vẫn gặp hạn chế vì độ dày của ghế chưa tốt. Còn về không gian trần xe và khoảng rưỡi chân Mẫu xe cỡ nhỏ nhà Hyundai trội hơn ở chiều cao và chiều dài cơ sở đủ sức phục vụ cho 3 hành khách với tầm vóc 1,75m chứ không gò bó như ở Brio. Trong khi ghế sau, Granny 10 cũng có độ nghiêng của tựa lưng là tương đối tốt nên sẽ tránh được việc mệt mỏi trong các hành trình xa. Cả hai xe đều sử dụng vô lăng 3 chấu bọc da cơ bản, tích hợp một vài phím bấm chức năng như đàm thoại rảnh tay hay chỉnh âm lượng. Về đồng hồ lái, Brio và Granny 10 cùng sử dụng dạng đồng hồ được chia làm 3 khối nhưng cách sắp xếp không quá giống nhau. Với Honda Brio thì 3 vòng tròn trên đồng hồ lái bị tách rời, gắn thêm đèn eco báo hiệu chế độ chân ga tiết kiệm. Ở bảng đồng hồ trên Granny 10 trực quan và rất dễ quan sát khi chỉ số vận tốc, vòng tua cũng như mức xăng và nhiệt độ nước làm mát được thể hiện rõ ràng qua các cụm kim analog truyền thống. Hyundai bổ sung thêm một màn hình LCD có độ tương phản tốt thể hiện các thông tin khác như quãng đường di chuyển, mức tiêu hao nhiên liệu hay chế độ vận hành. Đáng chú ý rằng, việc tùy chọn hiển thị này bạn chỉ cần thao tác trực tiếp trên nút bấm ở vô lăng. Vì đều là sản phẩm xe hạng A giá rẻ nên Honda Brio và Hyundai Grand i10 chỉ có lượng trang bị giải trí ở mức cơ bản. Cả hai xe đều sử dụng điều hòa chỉnh tay truyền thống. Hệ thống thông tin kết nối CD, Bluetooth, USB, Aux đi cùng 4 loa âm thanh trên Granny 10 và 6 loa trên Brio. Ở phía Brio có thêm đầu 2 zin màn hình cảm ứng 6,1 inch tiện dụng. Trên Granny 10 ghi điểm với trang bị hệ thống định vị dẫn đường thuần Việt dành cho Granny 10 2018 tích hợp trên màn hình cảm ứng 7 inch. Các chuyên gia đánh giá Hyundai Grand i10 và Honda Prio đều có lượng trang bị khá đủ dùng và phù hợp với giá tiền của xe hạng A tại Việt Nam. Tương tự như trang bị giải trí, loạt tính năng an toàn trên Honda Prio và Grand i10 cũng rất cơ bản. Cụ thể, hai mẫu xe đều có sẵn hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, camera lùi và hai túi khí. Honda Brio hiện đại với cảm biến tốc độ Quá cửa tự động. Theo thông tin từ các đại lý, Hyundai thành công đã âm thầm bổ sung thêm một trang bị an toàn quan trọng cho bản Granny 10 1.2 AT, đó là hệ thống cân bằng điện tử ESC. Và đây quả thực là một trang bị hiếm có trong dòng xe phân khúc A. Hiện tại, i 10 Hatch 1.2 đang sử dụng động cơ Kappa 1.2L cung cấp công suất cực đại 87 mã lực tại 6.000 vòng phút, cùng mô men xoắn tối đa 120Nm tại 4.000 vòng phút. Ứng dụng công nghệ điều khiển van biến thiên CVVT, xe đi kèm hộp số tự động 4 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Còn Honda Brio lắp đặt động cơ 4 xi lanh I-VTEC SOHC 1.2L, công suất 90 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại 110 Nm tại 4.800 vòng phút. Kết nối hộp số tự động vô cấp CVT công nghệ Earth Dream. Có thể nói Honda Brio dẫn trước cả về sức mạnh và độ linh hoạt của hộp số so với Grani 10. Rõ ràng công suất của Brio dẫn trước đối thủ và hộp số vô cấp của Brio cũng đem lại trải nghiệm thú vị hơn so với Grani 10. Như vậy, nếu đánh giá một cách khách quan, chúng tôi cho rằng trận chiến giữa Honda Brio và Hyundai Grand i10 là khá ngang tài ngang sức. Chiếc xe hạng A của Honda sở hữu thiết kế hấp dẫn, cá tính, động cơ mạnh mẽ hơn. Điểm mạnh của Hyundai Grand i10 với nhiều trang bị hơn, rộng rãi hơn, an toàn hơn và có giá bán phù hợp hơn. Và cũng phải nói rằng, Grand 10 thêm lợi thế ở tính phổ biến và đã được kiểm chứng chất lượng qua thời gian. Brio hiện tại chưa phân phối ra tại Việt Nam và chúng ta vẫn cần phải đánh giá lại chiếc xe này một lần nữa khi Honda công bố giá bán chính thức. Còn nếu xét trên phương diện tạm thời rằng hai mẫu xe này nếu có giá tương đương nhau thì có lẽ Grani 10 sẽ phải chia sẻ thị phần cho tân binh Brio và có khi cái danh ông Hoàng doanh số phân khúc hạng A cũng bị lung lay.